Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Kênh của mình thì chuyên về một số dự án kiếm tiền điện tử free. Hôm nay thì An sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dự án testnet, tham gia thử nghiệm dự án Paranic. Dự án này thì sẽ yêu cầu các bạn phải có một cái ví MetaMask cũng như một cái ví ICP. Bạn nào mà chưa có ví thì các bạn đăng ký cho mình nhé. Đây, tải cho mình một cái ví MetaMask, một cái ví ICP như thế này. Tiếp theo nữa, mình cái link này thì mình ấn link bình thường nó không có chạy được, cho nên mình phải bật VPN. Còn bạn nào chạy được thì các bạn cứ làm thôi mọi người nhé. Đầu tiên là chúng ta đăng ký Exchange này, connect ví MetaMask vào đây để chúng ta lấy phí nhé. Bạn nào mà chưa có ví thì chúng ta ấn vào đây để lấy phí. ICP testnet này. Connect đây chứ. Connect đến ví MetaMask. Rồi, connect đến ví Plus. Rồi. Gori thì chúng ta file seed, ETH thì chúng ta file seed ở đây, nó có link trong các bạn rồi nhá. Còn cái này thì switch to Gori. Ok. Chúng ta claim nhé. Gori thì chúng ta phải có cái ETH sẵn để chúng ta làm phí nhé. Bạn nào chưa có thì chúng ta phải đi file seed ở đây nhé. File seed xong thì chúng ta mới claim được. Mà cái này thì không cần. Đây. Rồi, ok, thế thôi. Cái này thì chúng ta claim đi nhé. Bạn nào mà, tại vì ad đã có rồi. Ad có đây này. Đây, ad có 8 đồng rồi cho nên là thôi. Đấy, có 8 đồng rồi thôi, không 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 claim nữa. Còn các bạn claim thì các bạn ấn vào đây. Đấy, login vào tài khoản, dán ví vào. Đấy, login vào nhé, dán ví vào đây. Send me này, vượt qua captcha là xong. Cái này thì ad có rồi, ad không ấy đâu. Còn ở đây là bài viết của họ nhé, get testnet này. Chúng ta vào đây lấy phí này. Cái này thì xong rồi này. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ vào trong đây. Connect đến ví thôi. Connect tiếp đến Plus. Plus thì nó cũng có một cái link để cho các bạn tải ở bên này này. Ở chỗ bài viết này có nhé. Đây. Tải ví MetaMask và tải ví Plus này. Chúng ta connect nhé. Connect xong thì bắt đầu chúng ta sẽ ấn vào là Chain, chúng ta sẽ chọn là ICP, ở dưới là Gori. Ok. Trên là ICP, dưới là Gori. Đấy. Cho network xong rồi nhé. Send token, chúng ta bridge USDT. Nhưng mà USDT bên này có đâu? Bên ICP có đâu nhỉ? Không có mà. Chúng ta phải chuyển từ đây chứ. Gori sang thế này chứ. Thì con USD mình claim lúc nãy mới có chứ, phải không? Chúng ta chuyển 50 thôi hay là 20 thôi. Rồi, ok. Chuyển thôi. Ship là 200. Rồi tí nữa chúng ta chuyển đi, sau chúng ta chuyển lại nhé mọi người nhé. Chúng ta chuyển đi này. Approve. Mark. Ở đây mà mark gì? Mình ghi có 20 thôi mà. Đấy, các bạn chờ một ít nhé. Spend up lên, chúng ta cho thêm ít phí vào cho nó nhanh. Tại vì mình bật VPN này này nó chạy, cho nên là nó chạy khá là chậm mọi người ạ. Pro cũng chậm. Có phim trên Flash này. Lâu nhỉ? Đây, giờ nó hiện này. Chúng ta sẽ style. Chỉnh.
Rồi chúng ta xong cái lệnh này, xong click vào đâu để view on the track browse, nó sẽ hiện như thế này. Đây, view on Omi ấy, tôi đang làm mà. Ấn lại. Đây, nó đang pending này. Free là 0,06. Kệ con cho nó chạy đi mọi người ạ. Connect lại. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào bên dưới. Nó chạy như thế này rồi, ok rồi. Omi scan. Scan đây rồi, hack này rồi. Rồi. Ok. Thế thôi. Đấy, thế thì đơn giản. Xong rồi. Chúng ta vào đây xem preback thôi. Dẫn fan đi hết một lượt này. Chúng ta sẽ search cái này là search cái gì nhỉ? Set by translate hub. Này hả? Xét ví three. What the hell này, tôi cũng không được, tôi không biết rớt nào đâu nhá, có một cái này thôi, tí nữa mình sẽ copy lại cái này. À đây. Rớt lại thử nào. Đây, đúng không? Nó phải là cái này. Rồi, ok, chúng ta sẽ copy lên cái này. Rồi, ok, quay lại đây, chúng ta sẽ dán vào chỗ này. Plus ID thì chúng ta sẽ vào cái phần ví này, chọn cái này. Paste vào đây. Trên này thì chúng ta sẽ điền ví MetaMask. Rồi ở dưới này thì kiểu cái vấn đề problem là gì kiểu đấy, đây này các bạn dịch ra đấy, mô tả ngắn gọn về vấn đề. Vấn đề ở trên là chúng ta gặp cái nào thì chúng ta mô tả cái vấn đề đấy, chỉ kiểu là break so đấy, chậm mấy phút chưa xong này đấy. Rồi coi như xong cái phần này này, xong phần này rồi thì nếu mà các bạn muốn gửi muốn ấy lại tiếp ấy, muốn ấy lại tiếp thì chúng ta sẽ đổi đổi mạng thế này, chúng ta chuyển từ ICP sang GoriTestnet đấy. Ví dụ USDT nó chưa có về, ví dụ nó có về ở đây ấy, thì chúng ta sẽ lại chuyển nhé, chuyển từ ICP sang GoriTestnet làm cho một lệnh đấy đi cho nó an toàn nhé. Chúng ta chuyển USDT sang đây, xong từ từ bên này lại chúng ta lại chuyển sang bên này, chuyển đi chuyển lại đấy mọi người. Ok, thì như thế đã được hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án này rồi nhé. Paranic đấy. Thì có bài viết và hướng dẫn cụ thể ở bên dưới này. Thì bạn nào mà chưa có ví thì các bạn vào đây để tải ví ở đây, đấy, tải ví MetaMask cũng ở đây luôn. Bài viết thì add để ở cái phần đây, event detail nhé. Còn pre-bake form thì add để ở link pre-bake. Brick thì nó cũng là cái này thôi. Đây, cái này thôi. Còn cái này thì là Clam token nhé. Ok, như thế đã được hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án Testnet, dự án Paranic, dự án chuyển token từ mạng Gori sang mạng Chain ICP.
Bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của admin nhé. Còn nếu bạn nào không quan tâm đến dự án này thì các bạn có thể bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của admin nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.